Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video sau đồ cao thủ Jin Hồ Bảo nè mọi. Đang cởi một ngựa dần 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 nè anh em thấy không? Anh này thì anh em nhìn sơ qua chắc chắn anh em còn biết rồi. Anh này là của anh cao thủ Bảo Lan Sa lúc trước cho mọi người. Và bên Thiên họ đã mua về và đặt tên lại đó là Jin Hồ Bảo nè mọi. Thiên cái gì Kim Thừa Tướng luôn nè mọi. Gì? Tiên Phong gì đó, Tiên Phong gì đó. Thừa Tướng. Ồ, quá dữ luôn. Cởi ngựa Võ Long Minh Chủ luôn nè mọi. Chung là set đồ này thì không khác gì anh em ạ. Set đồ của anh Bảo Lan Sa cũ á. Thì nhiều anh em hỏi Khải là cao thủ Bảo Lan Sa đâu rồi. Bữa giờ không thấy trong băng hát nữa. Và đây là lý do nha anh em. Cũng như là Khải sẽ làm video cho anh em hiểu rõ hơn. Là cao thủ Bảo Lan Sa cũng là một trong những đường môn đánh tông kim auto top 1 của mấy chủ này. Và sở hữu một set đồ khá là pin và chất lượng. Và ngày hôm nay thì xin thông báo anh em thì anh Long Bảo Lan Sa đã bán nào về bên Băng Thiên. Và hiện tại đã đổi tên thành Jin sát thủ nè, Jin Hổ Báo nè mà. Jin Hổ Báo ngày hôm nay thì Jin Hổ Báo có tấm 1 tấm kim khả sao đồ anh em xem luôn. Xem thử cái gì thay đổi không nha. Ngày hôm nay thì Jin Hổ Báo đánh cho mình được 105k nè mà. Vãi thiệt. Quá dữ luôn rồi, 105k điểm với 340 bạn. Giết NMS 19 và tử vong 42 lần và liên chạm 37. Anh em thấy cái tỷ lệ đánh không? Cách người ta đến hơn 10k, quá dữ. Rồi anh em cùng xem set đồ của cao thủ Jin Hổ Báo như thế nào nha. Và vừa rồi thì cởi một ngựa phát sáng màu vàng minh chủ chứng mã khá đẹp nè mà. Anh ta chắc chạy lên phong độ rồi, không biết có đi hay không. Rồi, một con ngựa minh chủ chứng mã khá tất cảnh năm, vòng sáng anh em ơi. Tiếp tục, một set đồng bang, mắt option 20, giá truyền kháng cả 20. Một ngọc bòi cực phẩm hồng mỹ kháng cảnh năm, kháng độc 30. Một nhẫn hồng mỹ kháng họ 27, sinh lực 134. Và một nhẫn hồng mỹ khám banh 25, sinh lực 117. Đó, một set hồng ban có thể nói là must option nha anh em ơi. Và hai nhẫn hồng mỹ và ngọc bội hồng mỹ cực phẩm. Set hồng ban này thì đầu server không nói rồi. Đầu server mà đỡ sở hữu set hồng ban này thì trị giá hơn 25 củ nè mà. Hơn 25 củ mới sở hữu được set này. Tầm này thì có thể rất giá một tí. Rồi, tiếp tục. Con ngựa này thì đầu server hơn 10, hơn 15 củ đó nè. Hơn 15 triệu á. Và tiếp tục đây là một cái nỏ thiên quang mạng ho thiên vũ. Thiên quang ho vũ mạng thiên, max option em ơi. Cái này thì ban hồi top 1 đã đấu được nha em ơi. Cái này hơn 25 triệu nha em. Hơn 25 triệu Việt Nam cái này, max option hạng vĩnh viễn. Tốc độ đánh 40, sát thương 60, tam nhãn chống phái 3 cấp và nội lực 400 và sát thương lý 150, hút nội lực 8. Đó. Tính sẽ là sẽ đồng ba với cái nỏ này gần 50 củ rồi. Con ngựa này 10 nữa là con ngựa này cho 15 nữa gần 6 mấy triệu này mà. Tiếp tục là một bao tay thiên quang. Top 1 ban hội vừa rồi và cũng đã đấu giá và mua được bao tay thiên quang max option nha anh em ơi. Bao tay này max option nha, 3 cấp 9x bảo dụng lớn ho. Và thiên lang này dẫn 3 cấp max option. Bao tay này thì cũng hơn trị giá đỡ mà đấu top 1 chắc chắn phải hơn 25 củ rồi mà. Đó. Cộng này vào nó gần 90 củ rồi. Nói chung là tổng set đồ này hơn 150 triệu đó anh em ơi. Một cái nón địa phách max làm chậm 40, phòng thủ lý 27, 2 cấp 2 cấp. Một cái áo xăm ho đạt móc phục hồi 47, đó là 49 nhưng mà đạt phục hồi 47, đường ôm khí 3 cấp và sát thương phòng thủ lấy 25 mát option luôn. Nói chung là mát. Một đai lưng thiên quang, ôi một lưng thiên quang mát ọp đó mà. Thiên mạng thiên hoa vũ 3 cấp phòng thủ lấy 29.42 chiếm mạng 5%. Trời ơi, đai lưng này đầu server ép khoảng mười mấy triệu anh em ơi. Tầm này ép khoảng tầm 5 triệu. Nói chung là tổng set đồ này thực sự là trên dưới hơn 100 chai nè mà. Một cái đôi giày này thì tầm này thì rẻ rồi. Sau khi lăng tăng trưởng môn thì này cũng đã có được một ấn tín tại đường môn tăng trưởng môn nè mà. Và có cho mình những skill 19x như là nhất hồn nhiệt ảnh, bảo vũ là hoa 1 cấp, cựu cung 1 cấp, loạn hồn kích 1 cấp. Và có cho mình thêm một phi phẩm kỹ năng cũng có 1 cấp nữa. Chúng ta cùng điểm sơ qua thử ạc này có bao nhiêu kỹ năng cũng có cho anh em xem nha. Đầu tiên anh em nhìn sơ qua thì ạc này đang có một phi phẩm 1 cấp này, 1 này. Rồi mặt nạ 1 cấp nữa là 2. Hai cấp nó hai skill kỹ năng này. Và càng khôn trên người là hai nữa là 4, 4 kỹ năng cũng có. Và một dòng băng hội nữa 5 kỹ năng cũng có. 5 kỹ năng cũng có nha anh. 5 kỹ năng cũng có. Thì chắc chắn skill này sẽ có là skill chính nít là 25 skill chính nít kèm với một skill chính nít từ ấn tín thì sẽ có 26 skill chính nít nha anh. 26 skill chính nít kèm với bao tay này 3 cấp bảo vũ lơ ho nữa sẽ có 29 skill chính nít nha anh. 29 skill chính nít anh em có nghĩ thử lực tay bao nhiêu? Đó, 29 skill chiến đích kèm với tuyệt thớ 1 kill nữa. Kèm với tuyệt thớ 91 kill nữa là tổng chọn là 30 skill chiến đích này mà. 30 kill skill chiến đích
quá dữ nữa mà. Nói chung là đánh tầm này mà đánh thắng top 1 nữa thôi luôn nè. Quá dữ nè mày. Rồi nói chung là một trong những đường môn có thể nói là No 1 server nè mày. Thực sự là một đường môn không thể chơi được ở đâu vào đâu được nè mày. Xếp đồ này tương đương hơn 150 củ đó nè. Chưa tính ạ. Ăn này đang hạng 13 server. Nói chung là một xếp đồ thực sự chảy giải, chảy nước miếng nè mày. Mát option nè. Chí mạng anh em là mát rồi anh em, 3 cấp là mát rồi đó. Cái này cũng vậy, 253 cấp là mát rồi, đặt móc 47 luôn. Bao tay này mát hoàn toàn không còn nói nè. Nón này tương đối mát 40% 27 công thủ. Ủa, đúng rồi, 27 công thủ. Nói chung là đa số là những trang bị mát option này mà. Hai cái nhẫn này là hơi min thôi. Rồi, tổng set đồ này thì thực sự là trên dưới hơn 150 củ này mà. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho cầu thủ, xin hộ báo một like và sẻ ủng hộ cho nha. Một trong những cầu thủ nó một đường môn nha. Và có thể nói là top 1 đường môn đó mọi người. Top 1 đường môn luôn á. Vừa đổi tên mà chưa xuất hiện đây mà. À, chưa lên top 1 đâu, top 2, chỉ có 132 rồi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên ở lại cho Khả một like, cho sẻ ủng hộ cho em ơi. Cứ chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên xem trực tiếp của Khả vào lúc 11h50 cũng như là 19h50 phút hàng ngày nha em ơi. Và giờ chúng ta sẽ trở lại với trận phân bóng đỏ ngày hôm nay. Gà xem thử có đi mua được mấy cái chi công lệnh không? Không có chi công lệnh sao mà đánh. Đi coi.